Xin chào các bạn, thế giới mà chúng ta đang sống luôn tồn tại những điều kỳ lạ mà chắc chắn bạn không bao giờ biết đến nếu như ngày hôm nay nó không được người ta vô tình ghi lại được. Số 10. Đang cho dê ăn, người đàn ông tá hỏa khi bắt gặp sự việc kỳ lạ này. Sự việc đáng sợ này xảy ra ở Colombia. Người quay đoạn video cho biết anh cũng là chủ trang trại tại nơi này. Trong lúc đang cho thú nuôi ăn thì anh bỗng tá hỏa và sợ hãi khi phát hiện ra con vật mà anh chăm sóc hàng ngày bỗng nhiên đi lại một cách kỳ lạ nhưng bị ai đó sai khiến. Không biết sự tình thế nào nhưng sự việc này đã khiến chủ trang trại vô cùng sốc. Anh còn cho biết thêm rằng mình không hề huấn luyện con dê này và một cách thần kỳ nào đó nó đã đi lại bằng hai chân của mình. Không chỉ vậy, có một chú gà đi sau con dê, sau khi đi vào trong trang trại, nó đã bị con dê xé xác một cách đáng sợ. Ai cũng đều biết rằng dê là động vật hiền lành ăn cỏ, cớ sao hôm nay nó lại trở thành một động vật khát máu. Đến nay, không ai thực sự biết được ngày hôm đó con dê đó đã bị thế lực nào điều khiển nữa. Số 9. Đi dạo trên đường, du khách hốt hoảng khi bắt gặp sinh vật lạ. Chủ đoạn video này cho biết, sự việc đáng sợ này xảy ra ở gần biên giới Campuchia. Anh đang cùng với bạn của mình có một chuyến đi khá là suôn sẻ. Tuy nhiên, trên đường đi ngang qua một trang trại trồng cây ăn quả, thì họ đã bắt gặp một sinh vật vô cùng kỳ lạ, trông giống một loài quỷ ăn thịt. Trong video là một sinh vật kỳ quái đang chạy đi bắt gặp bọn họ. Sau khi đoạn video được đăng tải, nó đã thu hút không ít lời bình luận. Một số người cho rằng rất có thể sinh vật kia chính là một phù thủy đang tìm cách hãm hại con người. Số khác thì cho rằng đây có thể là một con khỉ đang bị đứa trẻ nào đó cho đội mặt nạ. Nhưng dù sao đi nữa, bạn cũng không nên đi ngang qua đoạn đường này vào ban đêm. Bởi vì mình không biết rằng sinh vật kia có phải là người xấu hay không đâu. Số 8. Người cá chơi TikTok khiến dân mạng vô cùng hoang mang vì chi tiết ớn lạnh. Sự việc kỳ lạ này đã xảy ra trên mạng xã hội TikTok. Cụ thể, tài khoản này có tên là Curforgale. Những video của kênh này có rất nhiều hình ảnh về người cá và con tàu đắm chìm. Theo những gì quay lại, cô gái này có làn da trắng nhợt, đôi mắt thì to tròn và đi kèm với thân hình không khác gì người cá trong truyền thuyết. Một số đoạn video cũng cho thấy cô đang sống ở một vùng biển rộng lớn. Bên cạnh đó còn có xác tàu cũ bị đắm. Tuy không có nội dung cụ thể, nhưng nó khiến không ít dân tình vô cùng sợ hãi với nhan sắc của cô gái. Tuy nhiên, có một số người cho rằng người cá thật sẽ không có điện thoại để quay, cũng như không có wifi hay 5G để đăng tải các đoạn video. Nên suy ra rất có thể cô gái trong video chỉ là đồ giả mạo. Cũng có giả thiết nói rằng người cá này đang được nuôi bởi con người và lợi dụng cô ấy để đăng tải lên mạng xã hội. Cũng theo một số khác cho rằng cô người cá này đã vô tình tìm thấy điện thoại và ứng dụng TikTok của một trong những vị khách đóng ở trên tàu và dùng nó để ghi lại các đoạn video. Có một lần, Curforgale đã chứng minh cho cả cộng đồng mạng mình có vảy cá, nhưng mà cô không hề biết rằng người cá sẽ không làm điều này. Bạn nghĩ người cá có thật sự tồn tại hay không? Số 7. Phát hiện trong nhà có chó lạ, người đàn ông suýt ngất nếu không biết sớm hơn. Đoạn video kỳ lạ này, nó được một người đàn ông sống tại Ohio ghi lại được. Theo anh cho biết, hôm đó anh ở nhà một mình và phát hiện ra một chú chó lạ trong căn nhà của mình. Điều đáng nói là chú chó này có một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Không chỉ vậy, nó còn núp trong chiếc chăn trên chính giường ngủ của anh. Ban đầu chàng trai vô cùng sợ hãi, nhưng mà anh đã quyết định lấy hết can đảm để đuổi nó đi. Nhưng sự thật sau đó khiến ai cũng vô cùng bất ngờ. Thì ra, con chó đó chính là bạn gái của chàng trai. Có bạn gái như thế này thì mình xin ngủ chuồng gà còn hay hơn. Số 6. Check camera, người dân hốt hoảng khi bắt gặp cảnh tượng vô cùng ớn lạnh. Đây là một đoạn video nó được ghi lại bởi camera an ninh của một đường phố không rõ tên. Trong video, có một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện vào lúc 3 giờ sáng. Kèm theo đó là một chú chó đang run rẩy và sợ hãi. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chân của cô gái này không sải bước một cách bất thường. Nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn rằng tại sao cô gái này lại xuất hiện vào lúc giữa đêm, cái giờ mà không ai muốn ra đường. Theo như quan sát từ đầu,
thì người phụ nữ này đã xuất hiện từ trong bóng tối bước ra. Khi chúng ta phóng to, có thể thấy sải bước của người phụ nữ này dài hơn người bình thường và dường như chân của cô ấy chính là chân của một con dê. Sau khi đoạn video này được đăng tải, nó đã khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Bạn có nghĩ cô ấy chính là một loài dê hóa thành người vào ban đêm không? Số 5. Đi câu cá dạo, người đàn ông bỏ nghề sau khi bắt được cá trên mặt người. Sự việc đáng sợ này xảy ra với một người dân sống tại Bắc Kinh. Người đàn ông này cho biết hôm đó như bao ngày bình thường khác, anh đã cùng với bạn bè của mình đến thăm một con sông và câu cá. Tuy nhiên trong chuyến đi này, có một điều gì đó vô cùng đáng sợ đã cắn câu của anh. Trong video là con cá mà anh ấy câu được, nó có khuôn mặt giống hệt một người đàn ông. Nhiều người còn cho rằng con cá này đã tù rất nhiều năm liền và nó chuẩn bị tái sinh làm con người. Còn số khác thì cho rằng đó chỉ là ngẫu nhiên, kỳ diệu của tạo hóa mà thôi. Bạn nghĩ sao về đoạn video này? Còn mình thì mai mình chuyển qua ăn rau thay vì cá thôi. Số 4. Nụ cười đáng sợ của thổ dân. Đoạn video này, nó được một số nhà khoa học ghi lại trong một chuyến đi tìm tài liệu về các dân tộc. Theo họ cho biết, đây chỉ là một đoạn video quay lại cảnh một cô gái thổ dân út cười đùa. Tuy nhiên, sau khi đoạn video được đăng tải, thì nó đã gây ra không ít tranh cãi cho người xem. Trong video, chỉ là một cô gái đang vui vẻ với điệu cười của mình. Tuy nhiên, ai cũng vô cùng lạnh gáy vì điệu cười của cô gái này vô cùng kỳ lạ. Nó không được tự nhiên như cách mà chúng ta cười. Có một số người còn cho rằng khi họ nghe tiếng cười của cô gái này, đầu óc của họ bắt đầu tê buốt một cách khó chịu. Không chỉ vậy, người ta còn cho rằng rất có thể bộ tộc này có điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười bí hiểm đó. Đến nay, không ai thực sự còn được biết đến bộ tộc bí ẩn này nữa. Số 3. Đi thăm ngựa, ai cũng vô cùng sửng sốt khi biết sự thật. Dưới đây là một đoạn video được quay lại được của một người dân sống tại Nga. Họ cho biết triển lãm của một người thảo cầm viên tại nơi này bắt đầu cho các vị khách tham quan một chú ngựa vô cùng đặc biệt. Mới đầu nhìn thì ai cũng vô cùng hứng thú với chú ngựa dễ thương này, thậm chí nó còn rất quý mến khách. Tuy nhiên, ai cũng vô cùng bàng hoàng sau khi biết được sự thật. Sự thật, con ngựa này không phải là con ngựa thật mà làm bằng máy móc, nhưng điều đáng lưu ý là nó hành động như thật một cách đáng kinh ngạc. Sau khi đoạn video được đăng tải, không ít người cảm thấy hứng thú vì độ chân thật, tuy nhiên một số người khác thì cảm thấy ớn lạnh. Họ cho rằng không biết chừng con ngựa trong chuồng của mình là đồ giả cũng nên. Số 2. Nghịch chiếc lá, chàng trai hoảng hồn khi biết sự thật. Đoạn video thú vị này, nó được một chàng trai sống tại Anh ghi lại được. Theo anh cho biết, anh bắt đầu nhìn thấy một chiếc lá xuất hiện trong sân của nhà mình. Điều bất thường là lâu lâu thì nó bỗng di chuyển đến một nơi khác. Thấy lạ nên chàng trai này quyết định dùng điện thoại ghi lại cảnh mình bắt lấy chiếc lá. Thì ra đó chính là cánh của một con bướm. Theo như mình được biết thì đây chính là loài bướm Kalima inachus, hay còn được biết đến với tên là bướm lá khô. Loài bướm này có hình dạng rất đặc biệt, trông giống với một chiếc lá khô. Điều này giúp chúng dễ dàng ẩn náu kẻ thù của mình. Đúng là thiên nhiên tạo hóa vô cùng kỳ diệu. Số 1. Không cho mèo ăn, chàng trai hối hận ngay sau đó. Không biết thực hư câu chuyện như thế nào, tuy nhiên đây là một đoạn video đáng sợ. Nó được một chàng trai sống tại Trung Quốc ghi lại được. Theo ban đầu, chủ sở hữu đoạn video cho biết, con mèo nhà anh ta có nghịch sofa và nó đã cào không ít vết xước lên ghế tiền sục nhà mình vì quá nổi giận mà chàng trai này đã bỏ đói con mèo cả ngày. Tuy nhiên, tối đêm đó, anh đã phát hiện ra chú mèo này bỗng nhiên đứng lại đi bằng hai chân một cách đáng sợ. Đoạn video ngay sau đó cũng đã kết thúc. Không ai thật sự biết điều gì đã diễn ra tiếp theo.
Mình không rõ đoạn video này có thật hay không, nhưng nó khiến cho mình vô cùng sợ hãi. Thôi, các bạn ơi, ai nuôi mèo thì làm ơn cất sổ đỏ đi nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video của YouTube Bí Ẩn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được video mới nhất các bạn nhé.